Thưa quý vị và các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ là cái gốc của mọi việc, cán bộ tốt thì công việc thành công, cán bộ kém thì công việc thất bại. Thực hiện lời dạy của Người, trong thời gian qua, cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ban ngành và mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh đã tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó góp phần không nhỏ xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhấn mạnh đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2018, Bộ Chính trị đã quán triệt thực hiện chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nội dung này, Ban chấp hành các chi bộ đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt cụ thể nội dung yêu cầu của chỉ thị cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt người đứng đầu. Mỗi đảng viên xây dựng tiêu chí đăng ký với chi bộ để thực hiện. Trong đó, mỗi cán bộ chủ chốt phải đăng ký học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong làm việc, cách nói, cách viết, cách ứng xử, cách sống, sinh hoạt của Bác. Từ việc đăng ký đó, mỗi cán bộ chủ chốt hàng tháng có báo cáo với chi bộ về những chuyển biến, hạn chế của bản thân, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân và sửa chữa khuyết điểm của mình. Muốn cho cái chỉ thị 05 này nó sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ góp phần để nâng cao cái đội ngũ làm việc công chức viên chức của nhà nước mình, cũng giống như là tạo điều kiện để giúp người dân tham gia, thì tôi nghĩ bắt đầu từ những tổ chức cơ sở đảng, bắt đầu từ những đảng viên. Anh đảng viên, anh đi về, anh sinh hoạt với khu phố, anh phải đi họp tổ dân phố để anh nghe coi người dân ở chỗ anh ở như thế nào. Bên cạnh đúng là chúng ta làm việc ở cơ quan, nhưng cái nhiệm vụ của mình mà, theo quy định 76 chúng ta biết là sinh hoạt ở địa phương, thì phải góp phần cho địa phương càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì cái chỗ đó là cái nơi vợ con anh ở, nơi chồng con của chị ở, nơi ông bà cha mẹ ở, thì mình phải làm tốt hơn. Nói tóm lại, người đảng viên ngày hôm nay phải gần dân hơn, phải suy nghĩ, thực hiện những công việc mình không chỉ có trong cơ quan, mà nó ở gia đình nữa. Thì như vậy chúng ta thấy người dân ở đâu cũng thấy đảng, trong cơ quan cũng thấy tấm gương đảng viên, và ở phường xã cũng thấy những người đảng viên như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là điều đó rất là tốt, và rõ ràng chỉ thị 05 chúng ta đã đi xuống đến người dân. Kết quả thực hiện việc nêu gương, xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ lãnh đạo các cấp đã nhận thức sâu sắc về vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền, gương mẫu chấp hành nội quy cơ quan, khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, hội họp đúng giờ, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân nhiều hơn, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, phát huy tinh thần tập thể, tạo không khí sáng tạo và thi đua trong tập thể. Cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn và các ban ngành đoàn thể sắp xếp công việc cơ quan đi thực tế tại cơ sở để lắng nghe ý kiến kiến nghị và đóng góp của dân về cách làm của bản thân cũng như cán bộ của đơn vị. Qua đó tự soi rọi, đúc kết bài học kinh nghiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Cái vai trò của người đứng đầu là mình phải gương mẫu trong cái mọi công việc của mình. Thì từ đó nhân viên mình cũng sẽ học tập và làm theo cái điều đó. Ở phường 10 thành phố Vũng Tàu, nổi bật trong việc thể hiện vai trò nêu gương của người cán bộ phải kể đến ông Phạm Văn Nghĩa, bí thư đảng ủy phường. Với vai trò bí thư phường, ông Nghĩa đã thể hiện bản lĩnh của một lãnh đạo năng động, nhiệt huyết, không chỉ gương mẫu về đạo đức lối sống, trong lời nói, tác phong công tác, mà còn phải là những cán bộ thực sự hành động, nói ít, làm nhiều. Chúng ta làm đến đâu cũng nghĩ rằng mình làm chưa tới, do đó nên có một sự cố gắng. Chúng tôi tổ chức là hàng tuần là có giao ban liên tịch giữa các thường trực đảng ủy, thường trực ủy ban và thường trực hội đồng nhân dân. Như thế thì việc mà giao ban này cũng có rất nhiều thuận lợi, đó là giải quyết những vấn đề mà còn khúc mắc, hoặc những vấn đề nào mà đề xuất chính sách thì ta thống nhất ở đây rồi trở thành một văn bản đề xuất lên cấp trên. Là người đứng đầu đảng bộ phường 10, ông Phạm Văn Nghĩa đã xác định rõ vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Để việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả,
đồng chí còn soạn thảo đề cương toàn khóa chuyên đề năm 2018, các nghị quyết Trung ương 6, nghị quyết của tỉnh ủy thành các file PowerPoint để trình chiếu trong các hội nghị và chia sẻ cho đồng nghiệp tham khảo. Với những cách làm hay sáng tạo, ông Phạm Văn Nghĩa được tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhiều năm liền, đảng bộ phường 10 đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ở khu phố 1, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, ông Võ Văn Bảy, trưởng khu phố 1, được đánh giá là một trong những cán bộ tích cực, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng khu phố văn minh ở địa phương. Bằng sự gương mẫu đi trước của chính bản thân, gia đình mình, những năm qua, ông đã vận động nhân dân trong khu phố xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác. Điển hình như mô hình hũ gạo tình thương, chăm sóc người già neo đơn, Tết vì người nghèo, khuyến học khuyến tài. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, chi bộ khu phố đã vận động được gần 54 triệu đồng và hơn 100 kg gạo cùng hàng chục thùng mì gói, bột ngọt, dầu ăn, đường, sữa giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm hộ nghèo của khu phố từ 54 hộ xuống còn 27 hộ. Đến nay, 100% trẻ em đến tuổi ở khu phố 1 được đi học, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Dạ thì nói chung ra thì khu phố rất là quan tâm. Thấy tôi hồi xưa thì không có biết, sau này là cũng như khu phố nè, thấy tôi ổng vậy nè, cái nọ mới vô giúp đỡ cho. Năm năm tháng tháng cũng cho quà, cho cáp, cũng quan tâm gạo đồ. Anh Bảy nè, tội nghiệp nhiều khi chở từ bao gạo vô anh cho. Thì nói chung ra, ở khu phố này, phường cũng tốt lắm cô, giúp đỡ dữ lắm. Mà bất cứ ai cũng vậy chứ không phải riêng gia đình này đâu. Nhờ sự nhiệt tình gương mẫu của ông Bảy, tinh thần gắn kết, tương trợ lẫn nhau của cộng đồng dân cư ở khu phố 1 đã được phát huy, thúc đẩy nhân dân tích cực bài trừ tệ nạn, phòng chống tội phạm. Tình trạng mất an ninh trật tự, cờ bạc, ma túy, trộm cắp tại các khu dân cư giảm đáng kể. Chi bộ khu phố 1, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa luôn là chi bộ đi đầu trong các phong trào thi đua và được đảng bộ phường Long Toàn đánh giá cao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được tỉnh ủy và thành ủy thành phố Bà Rịa khen thưởng. Là một cán bộ thì mình phải nắm được cái tinh thần của đảng và nhà nước để khi tiếp xúc với dân, để cho nhân dân ta được hiểu về đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Về bản thân của mình cũng phải gương mẫu, chẳng hạn như là một trưởng khu, nhưng mà không phải là mình triển khai thì mình để đó. Khi mình triển khai rồi thì mình phải có bản thân mình phải gương mẫu làm, rồi thì bản thân cũng phải có cái đi sâu đi sát với đoàn thể. Rồi thì xuống đến đoàn viên, hội viên hay ra các gia đình là mình nắm tình hình xem là các mặt của như thế nào về cái về vấn đề học tập tấm gương Hồ Chí Minh thì phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc thì hòa nhã với nhân dân, rồi thì biết lắng nghe ý kiến của nhân dân. Vai trò, sự nêu gương của người đứng đầu là quan trọng. Học tập và làm theo Bác có thành công hay không là tùy thuộc vào điều này. Chính vì vậy, các địa phương đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong phong cách của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Khuyến khích mỗi cơ quan đơn vị nâng cao tính chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo để cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là cơ sở để thực hiện thành công nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị và các đồng chí, trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác ở thành phố Bà Rịa, rất nhiều cán bộ hội viên đã nâng cao tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, làm nhiều việc tốt, có tác dụng thúc đẩy phong trào được cán bộ hội viên noi gương. Điển hình như ông Đinh Văn Sĩ, chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, một người cựu chiến binh gương mẫu, luôn sống làm việc theo bản chất bộ đội Cụ Hồ. Năm 1993, sau khi rời quân ngũ, ông Đinh Văn Sĩ nhận nhiệm vụ quản lý tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Bà Rịa. Năm 1999, ông Sĩ nghỉ hưu. Lúc này, kinh tế gia đình đã ổn định, con cái trưởng thành. Ông Sĩ có thêm thời gian tham gia các hoạt động của phường và của tổ dân phố. Nhờ tinh thần nhiệt huyết, tác phong nhanh nhẹn, ông được bà con tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu phố Nam Dinh, chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Kim Dinh.
dù ở vai trò nào, ông Sĩ cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là người gương mẫu, nhất là khi địa phương phát động việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để phát huy cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ về với đời thường á, thì tất cả cựu chiến binh đều gương mẫu trên các mặt trận, vừa sắp xếp cái công việc của gia đình để tham gia công tác xã hội của địa phương. Với vai trò của người chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông Đinh Văn Sĩ tham mưu cho đảng bộ và hội cấp trên xây dựng đội ngũ cán bộ hội từ chi hội đến hội cơ sở, đủ về năng lực và uy tín để lãnh đạo. Hàng tháng, Hội Cựu chiến binh xã luôn duy trì sinh hoạt với số lượng hội viên tham gia từ 85% trở lên. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hội. Ông Sĩ còn tranh thủ các nguồn vốn và huy động hội viên cựu chiến binh đóng góp quỹ hỗ trợ đồng đội, giúp các hội viên nghèo phát triển kinh tế. Đến nay, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Kim Vinh có mức sống khá và giàu, chiếm gần 70%. Số hộ nghèo của hội giảm xuống chỉ còn một hộ. Đồng chí Sĩ là một cái chủ tịch cựu chiến binh của phường. Đồng chí luôn luôn quan tâm đến cái sinh hoạt và cái cuộc sống của anh em ở trong cái hội viên ở trong cái địa phương của phường Kim Vinh. Đồng thời là các đồng chí có những hoàn cảnh khó khăn thì đồng chí có những cái đề xuất và quan tâm đề xuất với cấp trên, tức là để có cái giải quyết những cái chủ trương chính sách của đảng mà đối với các cái thành viên ở trong cái hội cựu chiến binh. Thì đó là một vấn đề mà tôi thấy là đồng chí là hết sức là quan tâm. Vấn đề thứ hai nữa, cái mặt sống của đồng chí thì luôn luôn được anh em tín nhiệm, rồi các ban ngành đoàn thể thì sống là có cái uy tín, nhất là với ủy ban và đảng ủy, thì cái này là đồng chí có một cái uy tín rất là to lớn. Cho nên đây là tôi thấy là đồng chí Sĩ là một chủ tịch nhưng là cũng là một người anh, là có cái tinh thần là coi như với cái tình đồng chí đồng đội, luôn luôn phát huy được là cái gương của lính Cụ Hồ. Là thương binh bậc 2/4, những năm trước đây, ông Vũ Đình Thành, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Kim Vinh gặp không ít khó khăn. Được sự khuyến khích hỗ trợ của ông Sĩ và Hội Cựu chiến binh phường, ông Thành đã mạnh dạn dây vốn mua đất trồng 3.000 m² rau ăn lá. Nhờ nắm vững được kỹ thuật cộng với sự cần cù chịu khó, mô hình của ông đã nhanh chóng tạo được hiệu quả. Trung bình 20 ngày, ông thu hoạch từ 1 đến 2 tấn rau. Nhờ thế có điều kiện nuôi các con ăn học và xây cất nhà cửa. Nói chung là hồi mới vào thì kinh tế nhà tôi cũng khó khăn lắm. Mà loay hoay lắm, sau mấy tôi vào năm 2001 đến nay là cũng được 10, 15, 16 năm. Thì nói chung kinh tế bây giờ thì rất ổn định. Các cháu đã trưởng thành hết. Hơn 10 năm gắn bó với công tác hội, ông Sĩ đã đưa các phong trào của Hội Cựu chiến binh phường Kim Vinh ngày càng phát triển. Có 100% chi hội đạt tiêu chuẩn, tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. 95% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. 99% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bản thân ông Đinh Văn Sĩ được đảng ủy phường và thành gia thành phố Bà Rịa khen thưởng trong phong trào Cựu chiến binh gương mẫu, học tập và làm theo gương Bác. Chỗ đồng chí Sĩ thì tuy là một hội là một chủ tịch nhưng mà cũng đã là một cái cán bộ cao tuổi và đã về hưu, nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm rất cao để mà xây dựng hội, đóng góp cho hội và có những cái tinh thần trách nhiệm xây dựng và làm tròn trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình. Tin rằng ông Đinh Văn Sĩ sẽ ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của người cán bộ lãnh đạo, góp phần cùng Hội Cựu chiến binh phường Kim Vinh, thành phố Bà Rịa ngày càng đạt kết quả khả quan, không chỉ trong việc xây dựng đời sống ấm no, gia đình hạnh phúc mà còn trong phong trào học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin tạm dừng. Chương trình do phòng chuyên đề thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt.